Thưa quý vị và các bạn, phong trào và hoạt động công tác đội trong nhà trường luôn đóng vai trò quan trọng đối với việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, trang bị kỹ năng cho các em thiếu niên, nhi đồng. Thời gian qua, công tác này được ngành giáo dục và đào tạo các cấp đặc biệt quan tâm, chú trọng thực hiện. Từ đây đã xuất hiện nhiều gương điển hình là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Những ngày này, các đội viên của Liên đội Trường Tiểu học Quang Trung thành phố Kon Tum đang nỗ lực tập luyện các tiết mục văn nghệ. Với hình thức sân khấu hóa đan xen giữa kịch và hát múa, tiết mục mang đến thông điệp về phong trào nghìn việc tốt của thiếu nhi Kon Tum trong những năm qua như giữ gìn, bảo vệ môi trường, nhặt được của rơi, trả lại người mất, chia sẻ giúp đỡ bạn bè có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một trong ba tiết mục được lựa chọn biểu diễn tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp thành phố diễn ra vào ngày 19 tháng 5, ngày sinh nhật Bác. Kính thưa quý vị, kịch sân khấu hóa tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình chính là chủ đề của cái tiết mục mà các bạn đội viên của trường tiểu học Quang Trung thực hiện để hướng tới chào mừng Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ của thành phố Kon Tum. Và trong những cái thời gian mà sau buổi học thì các bạn đội viên ở trường thì cũng tích cực tập luyện nhằm mang đến một cái tiết mục hay nhất và báo công với lại Bác Hồ. Mới đầu thì các bạn còn tập sai nhịp, cô phải tập đi tập lại rất nhiều lần, nhưng vì muốn ngày đại hội có thể diễn ra một cách tốt đẹp nên là mấy bạn đã rất cố gắng. Mỗi lần tham gia thì con thấy rất là vui, có những hoạt động mang lại cho con rất nhiều bài học, nhiều ý nghĩa về cuộc sống, con rất thích. Con đã được thiếu nhi tiền phong là hơn một năm rồi và con cảm thấy rất là vinh dự khi đứng trong hàng ngũ của đội. Con cảm nhận là vị trí của con là con nhảy và con tập luyện rất chăm chỉ, kiên trì và cố gắng để đạt được tiết mục này. Thực tế cho thấy, ở đâu công tác đội được nhà trường quan tâm, ở đó sẽ tổ chức được nhiều hoạt động thu hút, có sức hấp dẫn đối với thiếu niên nhi đồng, giúp phong trào đội trở thành một trong những nội dung quan trọng, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo hiện nay. Cốt lõi đây là các bạn phải nhận thức được đội thiếu niên tiền phong có vai trò như thế nào. Và để mà hoạt động tốt được đội á, thì các em cần phải làm gì? Các em tự đưa ra mục tiêu để phấn đấu, cố gắng để trở thành những anh chị đoàn viên ưu tú trong tương lai. Và nhà trường thì thường xuyên phối hợp với các ban ngành tổ chức cho các em những cái sân chơi như là nông dân nhí này, rồi trải nghiệm thiên nhiên, rồi trải nghiệm về sắc màu Tây Nguyên, tức là để các em tìm hiểu về truyền thống của dân tộc Kon Tum mình. Ngay từ đầu năm học, sau khi đại hội liên đội thì nhà trường khi nào cũng liên đội cũng xây dựng một kế hoạch tổng thể một năm và chia ra các cái hoạt động chính theo các chủ đề chủ điểm và gắn với lại cái hoạt động trải nghiệm của nhà trường và cái hoạt động giáo dục địa phương để mà phối hợp ba cái mảng này với nhau để tạo ra những cái sân chơi, những cái hoạt động ngoại khóa ngoài giờ lên lớp cho các em. Từ hoạt động phong trào đội của nhà trường đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong học tập lao động. Các em đã phát huy được tinh thần tự học, cầu tiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Điển hình là tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ do Hội đồng đội thành phố Kon Tum tổ chức thời gian tới đây sẽ có khoảng 155 đội viên tiêu biểu tham dự, trong đó hơn 70 đội viên đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ được tuyên dương bởi những thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào nghìn việc tốt, kế hoạch nhỏ.